Xin chào anh em, xin chào các bác lại về được ít giây. AV hàng tồn kho của Đức vẫn bán suốt những thời gian vừa qua. 250.000 bao ship cho anh em đến tận nơi anh em nhé, gửi qua dịch vụ bưu điện. Anh em có nhu cầu thì nhắn tin hoặc gọi điện cho địa chỉ thông tin rõ ràng, cửa hàng sẽ gói gửi đến tận nơi cho anh em. Anh em có thể chuyển khoản trước hoặc là bên bưu điện có thể thu tiền sau. Những dây này nó cực kỳ chất lượng so với giá thành anh em bỏ ra. Với những lý do như sau, anh em có thể thấy dây mềm nhũn này, mềm như bún luôn, mềm như bún luôn anh em ạ. Dây đó, lõi bên trong cực kỳ tốt, dây chắc chắn từ vỏ từ lõi đó, những cái độ xịn của nó thể hiện như vậy. Và đặc biệt hơn nữa, anh em có thể thấy đầu cắm của dây, đầu cắm của dây anh em thấy nó dày không đó. Những cái dây tốt thì nó sẽ có những cái đầu cắm nó dày dặn như thế này, thì khi cắm anh em cắm nó sẽ không bị vỡ nát hoặc là móp méo theo thời gian, gần như anh em dùng suốt đời nếu anh em không làm vật nhọn vào làm đứt đó. Thì cái đầu cắm này nó có tác dụng cực kỳ quan trọng, nó sẽ không sinh ra tiếng sôi ù hoặc rè khi anh em chơi âm thanh, bởi vì nó chỉ cần không tiếp xúc nó sẽ thiếu mát, nó sẽ sinh ra tiếng sôi ù hoặc mất vế loa. Nên là anh em mua một cái dây nó tốt ấy, thì anh em sẽ dùng được, nó sẽ lâu theo thời gian, gần như là anh em không phải thay thì tính ra hiệu quả kinh tế nó lại còn tốt hơn so với anh em mua dây rẻ tiền. Thì dây rẻ tiền dùng, các bác dùng một thời gian nó sẽ bị hỏng và anh em sẽ phải mua dây khác. Nên tính ra cái dây này nó cũng không quá đắt so với giá trị âm thanh anh em nhận được anh em nhé. Một cái dây của Trung Quốc anh em mua cũng phải tầm 50.000 đến 100.000. Như anh em dùng theo thời gian nó sẽ hỏng. Còn những cái dây đầu cắm xịn như này, độ truyền tải âm thanh nó cực kỳ xuất sắc, thì anh em dùng vô tư đi. Đó, cửa hàng bán rất nhiều trong những thời gian vừa qua, bán rất nhiều đấy anh em ạ. Nên là anh em yên tâm luôn về chất lượng, yên tâm luôn về chất lượng. Giá 250.000 một dây, bao ship luôn cho anh em nhé. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em.